Vâng, xin chào đến quý anh chị và các bạn. Dự án PCT Sky Park có quy mô 10.600m2 do tập đoàn P Group làm chủ đầu tư tại mặt tiền quốc lộ 1A, phường An Bình, thành phố Dị An. Dự án do tập đoàn Hòa Bình xây dựng với mật độ xây dựng toàn khu chỉ 53%, gồm 3 tháp căn hộ A, B và C, cao đến 40 tầng với 1.568 sản phẩm. Trong đó có 1.319 căn hộ, 226 căn office và 23 căn shop house. Căn hộ PCT Sky Park nằm trên hai trục đường huyết mạch chính, đó là quốc lộ 1A và Lê Trọng Tấn, sẽ kết nối trực tiếp ra đại lộ Phạm Văn Đồng để di chuyển vào trung tâm quận 1 và sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 15 đến 20 phút. PCT Sky Park Bình Dương là dự án hình thành trên nền tảng chất lượng căn hộ đạt chuẩn 4 sao, chắc chắn sẽ tạo nên tiếng vang trên thị trường bất động sản trong thời gian tới. Tọa lạc ở địa thế nằm ngay cửa ngõ giao thương thành phố Dị An và thành phố Thủ Đức, căn hộ PCT Sky Park Bình Dương ra đời đóng một vai trò quan trọng giải nhiệt được nguồn cung nhà ở chất lượng, đáp ứng nhu cầu về không gian sống cao cấp cho đối tượng chuyên gia, kỹ sư nước ngoài cũng như dân cư địa bàn. PCT Sky Park sở hữu tiện ích nội khu cao cấp như hồ bơi tràn bờ, panorama rộng gần 1.000m2 trên tầng 5. Đây cũng là dự án hiếm hoi tại Bình Dương có hồ bơi tràn bờ đạt chuẩn quốc tế Olympic. Và ngân hàng hỗ trợ cho dự án này là Ngân hàng Nam Á, cho vay đến 70%, ân hạn gốc lãi 24 tháng hoặc đến nhận nhà, và chiết khấu cho khách hàng mua căn hộ lên tới 10%. Giá bán căn hộ PCT Sky Park được rumor từ 40 đến 45 triệu một mét vuông, cùng với nhiều chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn cho khách hàng đặt mua đầu tiên. Quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ cho Văn với số điện thoại 0938 868 120. Xin chào và hẹn gặp lại.